Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu túi đeo chéo họa tiết búp bê miệng rộng xinh xắn như thế này ha. Đây là toàn bộ xung quanh phần thân của túi. Mẫu này thì phần miệng túi mình sẽ làm ở miệng của búp bê luôn. Nó sẽ có một cái miệng rộng như thế này để mình có thể để phụ kiện vào bên trong ha. Các bạn có thể để điện thoại hoặc là một số phụ kiện cá nhân vào. Mẫu này thì bên trên phần thân túi á, mình sẽ làm một cái đầu tóc xù như thế này, chia thành nhiều lọn tóc ha. Đi kèm với nó sẽ là một cái túi đeo cho búp bê ha. Điểm nhấn của phần đầm sẽ móc những cái họa tiết trái dâu vào chân của đầm cũng như là phần cổ áo. Mẫu này thì các bạn có thể thay đổi màu hoặc mình cũng có thể sử dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Chiều cao của phần thân túi thì tầm khoảng 1 gang tay, khoảng tầm hơn 20 cm ha. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Để làm được mẫu này thì mình sẽ sử dụng len Milkcotton 125g và kim 2,5mm để móc phần thân túi. Đầu tiên thì các bạn cần tạo cho mình một cái phần đầu như thế này. Thì cái phần đầu này nè, mình sử dụng len màu nâu, nó hơi khó thấy mũi móc nên mình sẽ đổi màu để các bạn dễ thấy mũi móc hơn ha. Đây là kim 2,5mm nè, đầu kim nó sẽ có độ dài xấp xỉ bằng sợi len ha. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây móc lên cho mình là 6 mũi móc xích. Móc xích đầu tiên, mũi thứ hai, 3, 4, 5 và 6. Khi có được 6 mũi rồi thì móc lên một mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân móc thứ 6, móc vào đó cho mình là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Mũi đầu tiên và mũi thứ hai. Ta có thể dùng kim đánh dấu vào cái chân móc của mũi đầu tiên. Còn lại 5 chân móc kế tiếp thì 5 chân này các bạn móc cho mình 4 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba và mũi thứ tư. Được 4 mũi vào 4 chân liên tiếp thì còn chân cuối cùng, chân đó móc cho mình 3 mũi móc đơn cùng chân móc. 1 2 và 3, như vậy là ở góc này mình sẽ có 3 mũi móc đơn ha. Các bạn có thể dùng kim đánh dấu vào chân nằm chính giữa cho mình. Ta di chuyển kim đến các chân bên này, mình sẽ móc 4 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Khi móc thì nhớ giấu sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len, không phải giấu len nhiều ha. Mũi thứ ba nè và mũi thứ tư. Còn lại một chân móc cuối cùng thì chân đó ban đầu mình có móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Lúc này các bạn sẽ móc cho mình thêm một mũi móc đơn nữa để ta có được 3 mũi vào cùng chân móc ha. Như vậy là đầu móc bên này của mình cũng có được 3 mũi móc đơn bằng với đầu móc còn lại ha. Kết thúc thì đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên là cái chân mà mình đánh dấu. Đâm kim vào đó, sau đó kéo len qua chân móc. Lưu ý khi kết thúc các vòng thì các bạn nhớ kéo cho mình dài sợi len ra, sau đó mình sẽ guốc lại để cho cái mũi dời của mình nhỏ lại. Thì khi mình kết thúc thêm nhiều vòng móc nữa, nó sẽ không có bị điểm G ở điểm kết thúc ha. Móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục đến vòng móc thứ hai. Thì vòng móc thứ hai để ý cho mình ở mỗi chân móc nè, nó sẽ có 2 cái đường móc. Theo chiều mình đang móc ha, thì có một đường nằm bên dưới và một đường nằm ở bên trên. Thì tất cả các cái mũi móc của hàng móc đầu tiên này cũng như là các cái hàng móc kế tiếp cho cái phần thân màu nâu, các bạn đều đâm kim cho mình vào đường móc nằm bên dưới. Thì chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng đầu nè. Ta cũng đâm kim vào đường nằm bên dưới ha. Móc vào đó 3 mũi móc đơn cùng chân móc. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Các bạn đánh dấu cho mình vào cái chân móc nằm chính giữa nha. 3 mũi thì mình đánh dấu vào chân nằm chính giữa. Các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến chân mà mình đánh dấu. Thì lúc này mình sẽ có 6 cái mũi móc đơn vào 6 chân ha. Mũi đầu tiên nè, mũi thứ hai, tất cả đều đâm kim vào đường nằm bên dưới nha. Mũi thứ tư, mũi thứ năm và mũi thứ 6. Có được 6 mũi vào 6 chân rồi thì kế tiếp sẽ là cái chân mà mình đánh dấu. Thì chân mình đánh dấu là chân nằm chính giữa của 3 mũi móc vào cùng chân móc. Chân nằm chính giữa đó móc cho mình 3 mũi móc đơn cùng chân móc và cũng đâm kim vào đường nằm bên dưới luôn ha. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Ta cũng đánh dấu vào cái chân nằm chính giữa. Còn lại các chân cuối cùng, mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến kết thúc vòng nè, thì đâm kim vào chân mũi đầu tiên. Chân mũi đầu tiên sẽ là cái chân sát với cái chân mà mình đánh dấu nè. Chân mình đánh dấu là chân nằm chính giữa ha. Thì chân đầu tiên là cái chân sát bên này. Móc vào đây một mũi dời. Nhớ ha, kéo dài sợi len sau đó guốc lại để cho cái mũi dời của mình nhỏ lại. Móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục đến vòng móc thứ ba. Thì vòng móc thứ ba ta cũng đâm kim vào các đường nằm bên dưới ha. Chân đầu tiên mình cũng móc vào cái đường nằm bên dưới một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên thì chân thứ hai sẽ là cái chân mà mình đánh dấu nè. Những cái chân mà mình đánh dấu thì các bạn sẽ móc vào đó cho mình là 3 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta đều đâm kim vào đường nằm bên dưới luôn nha. Móc được 3 mũi vào cùng chân móc rồi thì dùng kim đánh dấu lại vào cái chân nằm chính giữa của 3 cái mũi này nha. Tiếp tục di chuyển kim đến chát chân còn lại, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Ta đều đâm kim vào đường nằm bên dưới nè. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến chân móc mà mình đánh dấu còn lại, thì chân móc đó cũng móc 3 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Sau đó các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Ta tiếp tục thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Cứ mỗi chân móc một mũi móc đơn. Khi nào mà mình gặp cái chân móc nằm chính giữa của 3 mũi thì mình sẽ móc vào cái chân nằm chính giữa đó 3 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Làm tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa thì cái phần đỉnh đầu của mình nó sẽ tạo ra những cái đường móc ha. Thì như vậy là mình sẽ hoàn tất được phần đỉnh đầu. Nó như thế này, các cái mũi mình móc vào cùng chân móc nè, thẳng hàng với nhau. Thì cái phần màu nâu bên trên để tạo tóc mình sẽ dừng lại ở 5 hàng móc. Nó sẽ tạo ra những cái đường như thế này. Thì những cái đường này mình sẽ móc cái phần tóc vào đây ha. Sau khi hoàn tất được cái phần thân bên trên rồi thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó mình sẽ cắt len ở cái phần này và thay màu cho cái phần mặt bên dưới. Guốc lại cho mũi dời nhỏ lại. Cắt len đi ha. Để thay màu thì đâm kim vào cái chân của mũi dời ở phía sau cái sợi len thừa, tức là cái chân mà mình hay guốc cho nó nhỏ lại á, thì đâm kim vào chân móc đó. Sau đó đưa cái màu len của cái phần mặt á, các bạn sẽ đưa ra phía sau nè. Kéo len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Ở cái hàng móc mà mình móc phần mặt này, các bạn tương tự giống như phần màu nâu ha. Cứ móc mỗi chân là một mũi móc đơn và đều đâm kim vào đường nằm bên dưới. Và mình sẽ tăng mũi ở cái chân nằm chính giữa của 3 mũi móc vào cùng chân móc ha. Nó sẽ làm tương tự giống như các hàng bên trên á. Các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn và mình cũng tăng mũi ở đầu bên này, sau đó móc cho đến cuối hàng. Sau khi hoàn tất được đến cuối hàng móc rồi nè, thì mình đã thay màu cho cái phần đầu của búp bê rồi ha. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Guốc lại, móc lên một xích. Từ hàng móc thứ hai trở đi thì mình sẽ đâm kim luôn vào chân móc chứ không đâm vào đường bên dưới nữa. Cũng làm tương tự như các hàng bên trên nhưng lúc này mình sẽ đâm kim luôn vào chân móc ha. Mỗi chân móc một mũi móc đơn và ta cũng tăng mũi ở cái chân nằm chính giữa của 3 mũi này. Ở đây 3 mũi ha, thì chân đầu tiên cứ móc một mũi móc đơn. Đến khi gặp cái chân nằm chính giữa của 3 mũi đó thì móc 3 mũi cùng chân móc. Các chân còn lại thì mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Sau đó cứ làm tương tự tăng mũi cho mình ở đầu còn lại. Móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi cái phần đầu của búp bê nó có cái độ rộng ra nè. Ở đây mình đã móc thêm tổng cộng là 6 hàng móc cho cái phần thay màu này. Phần đầu của mình lúc này nó đã có cái độ rộng ra rồi nè. Khi các bạn gặp cho mình cái phần thân túi lại theo cái mép mà ta móc 3 mũi móc đơn vào cùng chân móc á, theo hai mép này lại nè, thì lúc này cái phần thân túi ở bên dưới nó sẽ có cái độ rộng ra. Những bạn nào mà muốn tăng size thì cứ tăng thêm nhiều hàng móc như vậy nữa ha, cho đến khi mình đạt được cái độ rộng nè, cái bề ngang này có thể để được cái phụ kiện mà các bạn cần bỏ vào bên trong rồi thì mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa. Các hàng kế tiếp thì mình sẽ móc đều và không cần tăng mũi nữa ha. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng, sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình đạt được tầm khoảng 2 cho đến 3 hàng móc. Size này thì mình sẽ tăng lên tổng cộng là 3 hàng móc đều ở phía dưới rồi ha. Lúc này cái phần đầu nó sẽ có cái độ cao như thế này rồi, thì bây giờ mình sẽ móc cái phần miệng cũng như là phần thân bên dưới. Chọn cho mình một mặt là mặt phải của sản phẩm ha, thì mình sẽ sử dụng cái mặt đối diện với cái mặt mà mình kết thúc nè. Gập cho mình 3 cái mũi mà mình chụm chân. Các bạn gập cho mình ở hai bên hông như thế này. Từ hai bên của thân hông thì có thể dời qua cho mình khoảng tầm 1 cho đến 1,5 cm, tùy vào cái phần miệng các bạn muốn cho nó rộng hay không ha. Thì từ cái chân nằm chính giữa của 3 mũi mình móc vào cùng chân móc nè, các bạn có thể dời cho mình khoảng tầm 2 cho đến 4 mũi móc. Ta đánh dấu vào đây. Đếm số mũi tương tự như cái phần còn lại nè. Cũng từ đây qua khoảng tầm 3 cho đến 4 mũi ha. Ta sẽ có được cái độ rộng cho cái phần miệng túi. Lúc này các bạn tiếp tục móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến chân mà mình đánh dấu. Khi móc được đến chân mình đánh dấu thì từ chân đánh dấu bên này đến chân đánh dấu bên kia nó sẽ là cái khoảng trống của phần miệng ha. Móc vào chân ta đánh dấu một mũi móc đơn. Đếm cho mình tổng số mũi móc của hai cái khoảng này được bao nhiêu mũi, sau đó mình sẽ móc lên cái số mũi móc xích tương đương. Thì mẫu này của mình là 20 mũi móc xích ha, tương đương với 20 chân móc. Khi có được độ dài của đoạn xích rồi thì đâm kim vào cái chân mà mình đánh dấu phía bên cạnh. Các bạn canh chỉnh cho mình mặt phải của cái sợi xích ha, cho nó nằm ở một mặt nè. Sau đó đâm kim vào cái chân móc mà mình đánh dấu kế bên. Tháo kim đánh dấu ra ha. Đâm kim vào chân móc đó, móc một mũi móc đơn. Ta sẽ tạo ra được độ rộng cho phần miệng túi ha. Các chân móc kế tiếp thì móc mỗi chân một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Khi móc đến cuối hàng rồi tiếp tục móc thêm cho mình các cái mũi móc đơn vào cái hàng tiếp theo. Móc đến cái đoạn xích mà mình chừa ra nè thì các bạn cũng móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Sau đó móc tiếp các cái mũi móc đơn cho đến cuối hàng móc. Khi hoàn tất được đến cuối hàng móc rồi thì tiếp tục móc thêm cho mình khoảng tầm 1 cho đến 2 hàng móc nữa để cho cái phần miệng của mình nó sẽ có cái độ sâu xuống ha. Thì ở đây mình đã hoàn tất thêm được một hàng móc móc đều rồi nè. Lúc này cái phần miệng từ trên đi xuống nó sẽ có cái độ rộng 2 hàng móc. Thì cái phần miệng khi mà mình móc cái phần miệng xòe ra nó bẻ cong lại, nó sẽ có cái độ rộng tầm khoảng 2 hàng này. Ta sẽ có được cái phần đầu ha. Lúc này mình sẽ cắt len và thay màu để mình móc cái phần thân dưới. Đưa sợi len ra phía sau ha. Ở cái chân móc của sợi len thừa nè, cái chân mà mình móc mũi dời á, các bạn sẽ dời cho mình ở phía sau là cái chân mà ta kết thúc mũi dời ha. Đâm kim vào cái chân của mũi dời, sau đó kéo sợi len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Ở cái hàng móc này thì tương tự giống như cái hàng móc mà mình tạo phần tóc á, các bạn cũng chừa cho mình một đường móc ở phía ngoài. Tức là ta sẽ đâm kim vào các đường móc nằm bên dưới ha. Mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng nè. Đây là chân đầu tiên, cũng đâm kim vào đường bên dưới ha. Sau đó móc tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì hàng này mình cũng tạo ra được một cái đường để mình có thể móc cái phần cổ áo nè. Kết thúc vòng, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời, guốc lại cho mũi dời nhỏ lại, lên một mũi móc xích. Các hàng móc tiếp theo thì mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Các bạn sẽ móc đều cho mình vào luôn chân móc chứ không đâm vào đường bên dưới nữa nha. Móc cho đến khi ta đạt được 6 hàng móc. Đây, như vậy là mình đã hoàn tất được 6 hàng móc rồi. Ta tạo được cái phần thân trên cho đầm rồi. Thì hàng kế tiếp các bạn sẽ tiến hành tạo thêm cho mình một cái đường nữa để mình móc cái phần chân đầm phía dưới ha. Ta cũng đâm kim vào các cái đường móc nằm bên dưới, mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng ta cũng tạo ra được một cái đường móc để lát nữa mình có thể móc phần chân đầm ở đây ha. Kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời nè, móc lên một mũi móc xích. Từ hàng móc tiếp theo thì mình sẽ móc luôn vào chân móc, tương tự như phần thân trên ha. Mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng và móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi ta đạt được cái chiều dài của phần thân túi. Chiều cao của các hàng móc kế tiếp mình sẽ móc tổng cộng khoảng tầm 27 hàng móc ha. Lúc này chiều cao từ phần miệng túi cho đến cái phần đáy túi bằng với chiều cao của phần thân túi các bạn cần có rồi nè. Mình có thể để điện thoại vào bên trong cũng được ha. Bây giờ mình sẽ khóa lại cái phần đáy túi. Do điểm kết thúc của cái phần đáy túi của mình nó nằm ở chính giữa của hàng móc nên các bạn sẽ cắt len và mình sẽ sử dụng sợi len khác mình khâu lại ha. Ta sẽ xỏ sợi len vào trong kim khâu. Để khâu lại thì canh chỉnh cho cái phần thân túi nó đều lại nè, từ mép miệng ha thẳng xuống phía dưới. Sau đó các bạn sẽ khâu cho mình ở cái phần đáy túi. Để sợi len của mình nó không có bị tuột khi khâu á, các bạn sẽ giấu cho mình sợi len vào trong các cái mũi móc đơn nè. Mình sẽ giấu một đoạn trước, kéo sợi len qua. Từ vị trí này tiếp tục lùi kim cho mình về một đường móc. Đây là cái chân mà mình đâm kim lên nè, thì lùi về một đường móc. Sau đó tiếp tục giấu len về phía trước. Ta có thể làm thêm một lần nữa để sợi len của mình khi sử dụng nó không có bị tuột ha. Lùi về một đường nè, đâm cho đến cái phần thân hông. Lúc này cái sợi len của mình nó sẽ không có bị tuột nữa ha. Mình sẽ đâm kim vào hai chân móc liên tiếp với nhau, các bạn sẽ khâu lại. Mình đâm kim vào một chiều ha, từ trước ra sau, sau đó tiếp tục từ trước ra sau. Các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho đến hết thì đường khâu của mình nó sẽ đẹp hơn nè. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được phần đáy túi. Tạo ra cái phần thân túi như thế này ha. Để giấu len thì làm tương tự như lúc mà mình cắt cái phần len á, giấu một đoạn vừa phải. Sau đó tiếp tục lùi kim vào một đường móc và thẳng tiến về phía trước ha. Giấu len hoàn tất thì cắt len, ta sẽ có được cái phần thân túi. Bây giờ mình sẽ móc cái phần miệng túi. Phần miệng túi thì các bạn sẽ đâm kim cho mình một chân móc bất kỳ, mình sẽ đâm ở phía dưới trước ha. Mình có cái chân của mũi móc xích mà mình gây nên, đâm kim vào một chân móc bất kỳ, kéo sợi len mà mình tạo miệng á, kéo qua chân móc, móc lên một mũi móc xích. Mỗi chân móc một mũi móc đơn và mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình cho đến khóe miệng. Khi móc được đến cái khóe miệng thì ở đây mình sẽ có cái thân của cái mũi móc đơn mà ta nối nè. Thì nó sẽ có cái thân của mũi móc đơn và cái chân móc điểm giao giữa phần miệng với lại cái phần đầu. Cái thân của mũi móc đơn đó móc một mũi móc đơn. Sau đó chân móc của điểm giao cũng móc một mũi móc đơn. Thì ở khúc này mình sẽ có hai mũi móc đơn ha. Tiếp tục di chuyển kim đến phần môi trên, mỗi chân móc một mũi móc đơn và làm tương tự cho mình cho cái khóe bên này. Cũng đâm kim vào điểm giao và chân móc, móc tương tự cho đến cuối hàng. Kết thúc phần miệng thì đâm kim vào chân mũi đầu tiên, móc một dời, guốc lại sau đó lên một xích. Ta sẽ tạo ra được cái độ rộng của phần miệng. Các hàng kế tiếp thì mình sẽ móc đều cho đến khi mình đạt được cái độ rộng của phần miệng. Mình bẻ cong lại khoảng tầm 2 cho đến 3 vòng ha. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn. Ta sẽ móc đều và không cần phải tăng mũi. Phần miệng thì mình sẽ dừng lại ở 8 hàng móc, nó sẽ có cái độ rộng như thế này. Đến đây thì phần miệng mình sẽ gặp khoảng tầm 2 cho đến 3 vòng. Đây các bạn sẽ gặp lại cho mình như thế này ha, khoảng 2 cho đến 3 vòng. Sau đó mình sẽ làm cho toàn bộ phần miệng. Gặp một vòng trước nè, sau đó tiếp tục gặp vòng thứ hai. Mình sẽ hoàn tất được cái phần miệng như thế này ha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần chân đầm phía dưới. Tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Ta sẽ đâm kim từ mặt sau là cái chân móc mà mình vừa kết thúc nè, và cũng đâm kim vào cái hàng móc mà mình chừa ra ở giữa phần màu hồng á. Đâm kim vào một chân móc bất kỳ, mình sẽ đâm kim vào cái chân của mũi dời kết thúc, kéo len qua chân móc, móc lên 2 mũi móc xích. Do phần thân túi của mình nó có cái độ dẹp cho nên các bạn sẽ móc cho mình ở phía trước mỗi chân một mũi móc đơn, mình chỉ tăng mũi ở hai bên thân hông thôi ha. Hai bên thân hông nè, khoảng tầm 1 cm ở bên thân trước, 1 cm ở bên thân sau ha. Tức là mỗi bên hông mình sẽ tăng khoảng tầm 2 cm. Từ đây thì cứ móc mỗi chân là một mũi kép đơn và đều đâm kim vào cái đường móc mà mình chừa ra. Móc cho đến khoảng tầm 2 cm ở phần thân hông bên này. Khi đã móc được các cái mũi kép đơn, ở đây mình chừa ra khoảng tầm 6 cho đến 8 mũi móc cho hai bên thân trước và thân sau cộng lại ha. Mình có tầm khoảng 6 cho đến 8 mũi móc nè. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Mình tăng được 1 cm của phần thân hông phía sau rồi, tiếp tục tăng 1 cm của phần thân hông phía trước. Như vậy là ta sẽ tăng được cái độ rộng cho phần thân hông bên này rồi ha. Các bạn tiếp tục làm tương tự cho mình khoảng 2 cm ở thân hông còn lại. Tăng mũi khoảng tầm 6 mũi ở đây ha, 1 cm phía trước và 1 cm phía sau. Sau đó các chân móc còn lại mỗi chân một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Các bạn để ý cho mình đây là cái phần chân đầm mà mình hoàn tất nè. Từ phần thân hông ha, ở phía trên có 2 cm mà mình tăng mũi, thì các hàng kế tiếp các bạn chỉ cần tăng cho mình 3 cho đến 4 chân móc nằm chính giữa của các cái mũi mà mình tăng bên trên. Chọn cho mình 3 đến 4 chân ha để mình tăng, còn các chân bên này thì mỗi chân móc một mũi móc đơn, không cần tăng mũi. Đây, từ phần thân hông đi xuống nè thì hàng đầu tiên tăng 2 cm, các hàng phía dưới chỉ cần tăng khoảng tầm 1 cm thôi. Sau đó mình cứ tăng thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi cái phần chân đầm của mình nó đạt được cái độ rộng vừa phải rồi, thì các hàng ở phía dưới mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa. Mình cứ móc đều, mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến khi ta đạt được cái chiều dài của phần chân đầm. Sau khi đã có được chiều dài vừa phải cho phần đầm rồi, còn khoảng tầm 3 cho đến 4 hàng móc nữa thì nó sẽ dài hơn so với cái phần thân túi ở bên trong. Thì bây giờ mình sẽ tạo họa tiết trái dâu ha. Để tạo họa tiết trái dâu thì các bạn sẽ tính cho mình tổng số mũi móc của cái hàng cuối cùng mà mình móc ở phần chân đầm là bao nhiêu mũi. Sau đó các bạn sẽ chia cho mình các cái khoảng cách để mình tạo trái dâu nè. Những bạn nào mà không có tính được cái khoảng cách á, thì các bạn có thể chia tương tự cho mình thôi. Mình có thể chia khoảng cách nó khoảng tầm 10 cho đến 12 mũi móc, mình sẽ tạo ra một cái họa tiết. Sau đó mình lấy kim đánh dấu và đánh dấu vào những cái vị trí mà mình cần tạo họa tiết trái dâu ha. Chia cho nó đều là được chứ không cần phải chia đúng theo cái hướng dẫn của mình. Mình sẽ tạo khoảng cách giữa hai trái dâu khoảng tầm 8 cho đến 10 mũi. Sau khi đã có được những cái chân móc mà mình đánh dấu rồi thì bây giờ mình sẽ tạo cái phần lá của trái dâu trước ha, phần cuốn của trái dâu. Các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi kép đơn vào các chân. Đây là cái chân mà mình đánh dấu nè. Thì cái chân móc sát bên này, các bạn sẽ móc cho mình đến cái chân móc gần sát bên đó nha. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nè. Móc đến cái chân móc kế cuối là cái chân móc sát với lại cái chân mà mình đánh dấu này nè. Thì cái chân móc này mình sẽ thay màu ha. Tháo kim đánh dấu ra, lấy len lên trên kim, sau đó đâm kim vào chân kế cuối, tức là cái chân sát với mũi mình đánh dấu. Kéo len qua chân móc. Các bạn sẽ kéo qua 2 đường trên kim, sau đó giữ nguyên vị trí này, thả cái sợi len màu hồng và thay cái sợi len màu xanh là cái sợi len mà mình móc phần cuốn của trái ha. Giữ cho mình một đoạn nè, đưa ra phía sau, sau đó kéo cái sợi len màu xanh qua 2 cái chân móc trên kim. Lúc này mình sẽ giữ 2 cái đầu của 2 sợi len màu này lại. Các bạn kéo căng ra một tí cho mũi móc của mình nó không có bị lỏng ha. Sau đó đâm kim vào cái chân móc mà mình đánh dấu nè, móc vào đó cho mình là 6 mũi móc đơn. Khi móc thì nhớ giấu các cái sợi len thừa luôn ha. Đâm kim nè, kéo len, sau đó kéo qua 2 đường màu xanh trên kim, nhớ kéo căng 2 sợi len phía dưới nha. Móc mũi móc đơn đầu tiên, tiếp tục mũi móc đơn thứ 2, móc đơn thứ 3, mũi móc đơn thứ 4, móc đơn thứ 5. Đến cái mũi móc đơn thứ 6 là mũi cuối cùng để mình tạo cái phần cuốn nè. Thì các bạn sẽ đâm kim và kéo len. Lúc này mình sẽ thả cái sợi len màu xanh và thay cái sợi len dài màu hồng mà mình đang móc phần thân á. Các bạn sẽ kéo sợi len màu hồng qua 2 đường trên kim. Như vậy là ta sẽ có được 6 cái mũi móc của cái phần cuốn của trái ha. Các chân kế tiếp thì mỗi chân móc cho mình là một kép đơn. Khi móc thì lúc này các bạn không cần phải giấu len nha. Mình sẽ móc mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối hàng và tạo tương tự cho mình những cái họa tiết như vậy cho những cái chân mà mình đánh dấu. Thì lúc này ở phía sau các bạn để ý nè, cái sợi đen thừa ban đầu mà mình chừa ra của phần màu xanh á, thì khi mình móc cái cụm này mình để dấu vào trong mũi móc rồi, ta cắt len. Còn cái sợi len dài, các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn vừa đủ dài nha. Mình sẽ sử dụng kim khâu hoặc là kim móc cũng được. Kim móc thì mình sử dụng kim đầu nhỏ. Các bạn sẽ cắt cho mình cái đoạn len dài đi. Sau đó mình sử dụng đầu kim nhỏ, mình sẽ giấu vào trong các cái mũi móc của cái chùm mà mình vừa móc cái phần cuốn nè. Khi giấu len thì nhớ các bạn sẽ lùi lại một đường móc để mình giấu len cho cái đường móc nó kỹ hơn ha. Giấu hoàn tất rồi thì cắt cái đoạn len thừa đi. Như vậy là ở các cái mũi móc kế tiếp của mũi kép đơn á, mình không cần phải giấu sợi len màu xanh, nó sẽ đẹp hơn ha. Tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Khi đã hoàn tất cho mình được các cái cuốn của phần trái dâu rồi nè, thì bây giờ hàng kế tiếp mình sẽ tạo cái họa tiết trái dâu bên dưới. Các bạn tiếp tục móc lên cho mình 2 mũi móc xích, sau đó móc các cái mũi kép đơn cho đến cái cụm mà mình tạo cái phần cuốn của trái dâu. Thì đến cái cụm mà mình tạo phần cuốn của trái dâu, móc cho mình đến cái chân móc sát bên này thôi nha, chứ đừng có móc đến cái chân của cuốn. Đến cái chân cuối cùng đó thì các bạn sẽ tiến hành thay màu nè. Để thay màu thì lấy len lên kim, sau đó đâm kim vào cái chân móc sát với cụm, kéo len qua chân móc và kéo qua 2 đường trên kim. Lúc này tiếp tục thay màu, chừa một đoạn vừa đủ dài, kéo cái sợi len màu hồng đậm qua 2 chân móc trên kim. Ta đã thay được cái sợi len vào rồi. Khi móc thì nhớ kéo căng cho mình 2 cái sợi len bên dưới, kéo căng ra nè. Và đối với cái sợi len này của mình nè, mình móc mũi kép đơn cho nên khi lấy len các bạn lấy luôn cho mình sợi len thừa lên trên kim. Ta đâm kim vào chân đầu tiên của cái cụm màu xanh phía dưới. Đâm kim vào chân đầu tiên ha. Kéo cái sợi len dài qua chân móc. Sau đó kéo qua 2 đường trên kim. Kéo dài sợi len lên một tí cho nó cao bằng với hàng móc mà mình đang móc ha. Kéo qua 2 đường trên kim nè. Tiếp tục lấy len lần thứ 2. Thì khi lấy len các bạn cũng lấy luôn cái sợi len thừa màu hồng ha, màu hồng đậm. Lấy len nè, đâm kim vào chân móc thứ 2. Kéo, lúc này kéo cái sợi len dài thôi nhé. Kéo len, sau đó kéo dài sợi len lên một tí cho bằng với cái mũi bên cạnh. Kéo qua 2 đường trên kim. Tiếp tục lấy len lần thứ 3, cũng lấy luôn sợi len thừa. Đâm kim, kéo len thì kéo cái sợi len dài thôi. Kéo dài sợi len và kéo qua 2 đường trên kim. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho 6 chân ha. Và lưu ý nè, khi các bạn kéo và lấy len cho mình cái sợi len thừa màu hồng á, mình sẽ kéo đến khi nào mà nó ngắn lại là được. Tiếp tục lần thứ 4 nè, kéo qua 2 đường trên kim. Lần thứ 5, lấy len, đâm kim vào chân thứ 5, kéo len, kéo qua 2 đường trên kim. Tiếp tục lần thứ 6 là lần cuối cùng ha. Lấy len, đâm kim vào chân thứ 6, kéo len, kéo dài sợi len, kéo qua 2 đường trên kim. Lúc này trên kim của mình nó sẽ có tổng cộng là 7 đường móc ha. Các bạn sẽ thả cho mình cái sợi len màu hồng đậm và mình sẽ thay cái sợi len màu hồng nhạt lên trên kim. Kéo cái sợi len hồng nhạt qua hết các đường trên kim. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được họa tiết trái dâu ha. Các bạn nhớ cái sợi len màu hồng đậm mình đừng có kéo dài quá mà các bạn kéo sát với cái mũi mà mình đang móc. Sau đó mình đâm kim đến các cái chân móc bên này, mỗi chân móc một mũi kép đơn trở lại ha. Đây là cái chân móc kế bên nè, móc mũi kép đơn. Ta sẽ hoàn tất được họa tiết trái dâu ha. Đây là cái mũi của họa tiết trái dâu nè. Ở đây mình sẽ không kết mũi để cho cái đường móc của mình nó không có bị dư mũi nha. Tiếp tục các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi kép đơn, sau đó các bạn sẽ tạo cho mình họa tiết trái dâu cho các cái cụm còn lại. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi tạo họa tiết trái dâu cho đến cuối thì để trái dâu nó nổi lên, ta dùng ngón tay đẩy nhẹ, ấn nhẹ ở trong ra ngoài cho cái trái dâu của mình nó nổi hơn ha. Như vậy thì mình sẽ hoàn tất được họa tiết nè. Bây giờ mình sẽ thay màu tạo bèo bên dưới. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Ở cái hàng móc cuối cùng của phần chân đầm mình cũng có hai đường móc ở mỗi chân móc nè. Đây là một hàng móc thì mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc, một đường nằm bên dưới và một đường nằm bên trên, xen kẽ với cái họa tiết mà mình tạo trái dâu cũng vậy ha. Thì tất cả các cái mũi móc của cái hàng móc tạo bèo ở phía ngoài mình đều đâm kim vào đường bên ngoài. Ta có thể đâm kim vào một chân móc bất kỳ, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào đường nằm bên ngoài của chân mũi dời ta kết thúc, sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích 1, 2 và 3. Ở cái hàng tạo viền phía ngoài các bạn sẽ đâm kim cho mình lần lượt vào những cái đường móc nằm bên ngoài của mỗi chân ha. Thì một họa tiết của mình nó sẽ kết thúc, đâm kim vào chân mình vừa móc mũi dời đó, móc thêm một mũi dời nữa, ta tạo được họa tiết đầu tiên. Tiếp tục di chuyển kim đến đường bên ngoài của chân kế bên, móc cho mình một mũi dời vào đường nằm bên ngoài ha. Một mũi dời rồi thì lên 3 mũi móc xích, tiếp tục thêm một mũi dời vào cái chân ta vừa móc đó. Thì các bạn có thể tưởng tượng ra là một họa tiết của mình sẽ móc vào một chân móc, và một chân móc ta sẽ móc một mũi dời, lên 3 mũi xích và một mũi dời vào cùng chân móc đó. Tiếp tục di chuyển kim đến chân kế bên và cũng móc 1 dời, 3 xích, 1 dời, móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi kết thúc cái phần viền này cho mình cho đến cuối thì tiếp tục tạo thêm cho mình một đường viền ở cái đường móc bên trong nữa. Thì các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Lúc này mình sẽ đâm kim vào những cái đường móc nằm bên dưới mà mình chừa ra, mỗi chân móc móc cho mình 2 mũi kép đơn vào mỗi chân móc để ta tạo được cái độ xoắn cho cái phần bèo này ha. Mỗi chân cứ móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối hàng. Sau khi hoàn tất thì mình sẽ có được cái phần bèo của chân đầm như thế này. Kết thúc thì các bạn cắt len sau đó giấu len thừa ha. Bây giờ mình sẽ móc phần cổ áo. Thì phần cổ áo các bạn canh cho mình ở cái điểm chính giữa của phần miệng nè. Sau đó mình sẽ có một cái đường móc ở cái hàng móc giữa hai màu. Ta đâm kim vào một chân móc nằm chính giữa nha. Tạo một nút. Sau đó mình sẽ đâm kim vào chân móc nằm chính giữa của miệng, là cái chân móc mà mình chừa ra ở hai màu nè. Đâm kim vào chân móc sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó mình sẽ móc cái hàng móc đầu tiên tạo mũi móc đơn nhé. Móc vào chân ta vừa móc mũi dời đó một mũi móc đơn. Sau đó lần lượt đâm kim vào các chân kế tiếp, mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn. Các bạn móc tầm khoảng 2 cho đến 3 mũi móc ở đây, mình sẽ thay màu ở cái chân móc kế tiếp để mình tạo cái phần cuốn của trái dâu ha. Ở đây mình sẽ móc lên khoảng tầm 3 mũi, sau đó mình sẽ thay màu nè. Khi thay màu thì lấy len, sau đó kéo sợi len qua chân móc và mình đưa cái màu của cái phần cuốn qua hai đường trên kim. Mình kéo căng hai cái đầu của hai sợi len ở phía dưới ha. Chân móc kế tiếp thì móc cho mình 6 mũi móc đơn để tạo cái phần cuốn của trái dâu tương tự như cái phần chân đầm ha. Móc đơn đầu tiên, khi móc thì nhớ giấu các cái sợi len thừa ha. Móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, mũi móc đơn thứ 5. Ở mũi móc đơn thứ 6 thì ta sẽ tiến hành thay màu ha. Đâm kim vào chân móc lần thứ 6. Kéo len, sau đó mình sẽ thả sợi len màu xanh ra và thay sợi len màu trắng vào. Kéo cái sợi len màu trắng qua hai đường trên kim. Sau đó các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng thì mình sẽ tạo thêm một họa tiết ở vị trí này ha. Đối xứng với lại cái vị trí mà mình vừa tạo. Khi mình đã hoàn tất được cái hàng móc đầu tiên tạo cuốn lá rồi thì mình sẽ tiến hành cắt len, sau đó thay màu và về lại vị trí ban đầu để mình móc thêm cái hàng thứ hai. Các bạn đâm kim cho mình vào chân của mũi móc đơn mà ta móc đầu tiên ở cái phần cổ áo. Tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài, đâm kim vào chân của mũi đầu tiên. Từ đây kéo sợi len dài qua cái chân móc. Móc lên cho mình là 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Khi có được 3 mũi rồi mình sẽ móc các cái mũi kép đôi vào những cái chân móc đầu tiên này để cho phần cổ nó dài hơn. Lấy len cho mình 2 lần lên trên kim nè. Đâm kim vào chân ta vừa móc. Kéo len qua chân móc. Lúc này trên kim của mình nó sẽ có tổng cộng là 4 đường móc ha, lần lượt kéo len qua 2 đường trên kim. lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba. Như vậy là ta sẽ có được mũi kép đôi đầu tiên. Mũi kép đôi thì nó sẽ dài hơn mũi kép đơn ha. Tiếp tục làm tương tự cho mình cho cái chân kế tiếp, cho đến cái phần mà mình tạo cái họa tiết trái dâu nha. Ta có mũi kép đôi thứ hai nè. Ở mũi kép đôi thứ ba là mũi kép đôi mà mình thay màu để mình tạo cái họa tiết trái dâu. Lấy len 2 vòng, đâm kim vào cái chân kế bên nè, là cái chân mà mình chuẩn bị thay màu ha. Kéo len, kéo qua 2 đường trên kim lần thứ nhất, lần thứ hai. Đến lần thứ ba thì thả sợi len màu trắng và đưa sợi len màu hồng vào, kéo qua 2 đường trên kim. Nhớ kéo căng cho cái mũi móc của mình nó giấu vào trong nè. Ở đây mình thay màu mình móc mũi kép đơn, cho nên các bạn cũng lấy len cho mình và lấy luôn cái sợi len dài màu hồng ở phía dưới á, sợi len thừa nè. Mình sẽ lấy luôn sợi len thừa với cái sợi len dài lên trên kim, đâm kim vào chân móc đầu tiên của cái phần cuốn, kéo len, sau đó kéo qua 2 đường trên kim. Nhớ kéo dài cái sợi len lên cho bằng với cái hàng mà mình đang móc nha. Tiếp tục lấy len lần thứ hai, cũng lấy luôn cả sợi len thừa nè, lấy lên kim, đâm kim vào chân thứ hai, kéo sợi len dài qua chân móc, kéo dài cái sợi len cho nó bằng với mũi mình đang móc, kéo qua 2 đường trên kim. Tiếp tục làm tương tự cho đến hết 6 cái chân móc đó. Và mỗi lần lấy len thì nhớ lấy luôn cái sợi len thừa nè, lấy cho đến khi nào mà sợi len thừa của mình nó ngắn lại là được. Khi lấy len lần thứ 6 thì nhớ kéo qua 2 đường trên kim, sau đó mình sẽ thay màu ha. Ở đây mình có 7 cái đường trên kim nè, thì thả cái sợi len màu hồng và thay sợi len màu trắng, kéo cái sợi len màu trắng qua trên kim. Khi kéo thì các bạn canh chỉnh cho sợi len màu trắng nó phẳng lại, kéo qua nè. Nhớ kéo thì kéo sát mũi chứ đừng kéo dài lỏng tay nha. Lấy len và đâm kim vào các chân kế tiếp mỗi chân móc 1 mũi kép đơn, thì như vậy là ta sẽ hoàn tất được họa tiết trái dâu nè. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến cuối hàng và tạo trái dâu tương tự. Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục lên 1 mũi móc xích, sau đó ta cắt len và viền lại phần cổ áo. Mình sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên là chân móc mình bắt đầu móc cái phần cổ luôn. Đâm kim và kéo sợi len màu hồng qua, móc lên 1 mũi móc xích. Chân đầu tiên sẽ là cái chân của cái mũi móc đơn ở hàng này ha, móc 1 mũi móc đơn. Để tạo họa tiết cho cái phần cổ thì lên 2 mũi móc xích. Ở đây mình có tổng cộng là 3 cái mũi móc xích nè, thì mỗi móc xích đầu tiên móc 1 mũi móc đơn, móc lên 2 mũi móc xích. Mũi thứ hai, cái chân thứ hai sẽ móc 1 mũi móc đơn, lên 2 mũi móc xích. Chân thứ ba móc 1 mũi móc đơn, lên 2 mũi móc xích. Sau đó lần lượt mình móc vào các cái chân móc ở phần bên này, mình đã có những chân móc cụ thể rồi ha. Cứ lên 2 mũi móc xích, lần lượt móc vào các chân móc liên tiếp, mỗi chân là 1 mũi móc đơn. Lên 2 xích nè, chân kế bên móc 1 mũi móc đơn. Sau đó móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng, ta sẽ tạo được họa tiết cho phần cổ áo. Bây giờ mình sẽ móc cái phần chân của búp bê nè. Đầu tiên thì các bạn cần tạo cho mình 1 nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành 1 nút. Phần chân thì móc lên cho mình là 5 mũi móc xích. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư và mũi thứ 5. Khi có được 5 mũi rồi móc lên 1 mũi móc xích. Chân móc thứ 5 móc cho mình vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Mũi đầu tiên và mũi thứ hai. Dùng kim và đánh dấu vào chân móc đầu tiên của cái hàng móc này. Di chuyển kim cho mình đến 4 cái chân móc còn lại, thì 3 chân kế tiếp mỗi chân móc 1 mũi móc đơn. Mũi đầu tiên nè, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Còn lại 1 chân móc cuối cùng thì chân móc bó sẽ móc cho mình là 4 mũi móc đơn vào cùng chân móc ha. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba và mũi thứ tư vào cùng chân móc. Như vậy là góc này mình sẽ có được tổng cộng là 4 mũi móc đơn. Tiếp tục di chuyển kim đến các chân bên này, mình sẽ móc 3 chân liên tiếp, mỗi chân 1 mũi móc đơn. Khi móc thì nhớ giấu len thừa vào trong mũi móc nha. Còn lại một chân móc cuối cùng cũng là chân đầu tiên mà mình móc cái phần này, các bạn sẽ móc tiếp vào đó cho mình 2 mũi móc đơn nữa để ta có tổng cộng là 4 mũi bằng với đầu còn lại ha. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái hàng móc đầu tiên cho phần chân nè. Kết thúc thì đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, cũng là cái chân mà mình đánh dấu, móc vào đó một mũi dời. Nhớ ha, khi kết thúc mũi dời thì guốc lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại và móc lên một mũi móc xích. Hàng móc thứ hai móc cho mình 2 chân đầu tiên, là 2 cái chân mà mình móc vào cùng một chân á. Chân đầu tiên móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ hai cũng móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta có thể đánh dấu vào cái chân đầu tiên ha. Chân thứ hai tương tự nè, 2 mũi móc đơn. Kế tiếp 3 chân móc, mỗi chân móc 1 mũi móc đơn. Chân móc kế bên sẽ là chân đầu tiên của 4 mũi mà mình móc vào cùng một chân móc phía dưới nè. Thì 4 cái chân liên tiếp đó móc cho mình mỗi chân là 2 mũi móc đơn cùng chân móc, tức là mũi tăng ha. Tiếp tục mũi tăng thứ hai vào chân thứ hai của 4 mũi đó nè, mũi tăng thứ ba vào chân thứ ba và mũi tăng thứ tư vào chân thứ tư, thì ta sẽ tạo được cái độ bo cong cho cái phần đáy giày ha. Kế tiếp 3 chân móc, kế tiếp mỗi chân móc 1 mũi móc đơn, mình sẽ có 3 mũi móc đơn vào 3 chân. Còn lại 2 chân móc cuối cùng là 2 chân mà mình móc vào cùng chân móc, cũng làm tương tự cho mình, móc mũi tăng vào 2 cái chân đó ha. Sau khi móc được đến cuối vòng rồi tiếp tục kết thúc vòng, đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, cũng là chân mình đánh dấu ha. Móc vào đó cho mình 1 mũi dời. Khi kết thúc thì guốc lại nè, cho mũi dời nhỏ lại, móc lên 1 mũi móc xích. Thì cái phần chân của búp bê mình sẽ dừng lại ở cái độ rộng 2 hàng móc như thế này. Đến hàng móc kế tiếp thì mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa, mỗi chân móc 1 mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Nhưng mà để ý hàng đầu tiên mình cũng có 2 đường móc ở mỗi chân móc, thì các bạn cũng đâm kim cho mình vào đường bên dưới ha. Mỗi chân ta sẽ móc 1 mũi móc đơn nè, không cần tăng mũi, tức là mỗi chân sẽ móc 1 mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì cái phần chân nó sẽ có cái độ cao lên như thế này. Tiếp tục kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc 1 mũi dời và lên 1 mũi móc xích. Để cho cái phần thân giày của mình nó có cái độ cao hơn thì hàng kế tiếp tiếp tục móc cho mình mỗi chân là 1 mũi móc đơn, nhưng mà lúc này các bạn sẽ móc luôn vào chân móc chứ không đâm vào đường bên dưới nữa nha. Móc cho mình tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Hoàn tất đến cuối vòng thì đâm kim vào chân mũi đầu tiên, móc 1 mũi dời, lên 1 mũi móc xích và mình sẽ bo lại để tạo cái phần đỉnh giày. Móc cho mình 5 chân đầu tiên, mỗi chân là 1 mũi móc đơn. Mũi móc đơn đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi móc thứ tư và mũi móc đơn thứ 5. Khi có được 5 mũi móc đơn vào 5 chân rồi, tiếp tục móc cho mình 6 cái chân mũi chậm liên tiếp để mình bo lại cái phần đỉnh giày ha. Thì để móc mũi chậm liên tiếp mình sẽ sử dụng mũi kép đơn để móc nè. Các bạn sẽ lấy len cho mình lên trên kim, sau đó đâm kim vào chân móc thứ 6, kéo len qua chân móc, kéo cho mình qua 2 đường trên kim. Tiếp tục lấy len lần thứ 2 lên trên kim, đâm kim vào chân móc kế bên. Trên kim được 4 đường móc, kéo len qua 2 đường trên kim, sau đó mình sẽ kéo len qua hết 3 đường trên kim. Như vậy là ta sẽ tạo ra được cái mũi chậm chân đầu tiên bằng mũi kép đơn ha. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến khi mình đạt được tổng cộng là 6 cái mũi chậm chân liên tiếp nè. Mũi thứ hai nè, lấy len, đâm kim, kéo len và kéo qua 2 đường lần thứ nhất. Tiếp tục lấy len lần thứ hai, đâm kim, kéo len, kéo qua 2 đường trên kim, sau đó kéo len qua hết 3 đường trên kim, mình được mũi chậm chân thứ hai. Khi móc cho mình đến cái mũi chùm thứ 6 thì ở lần lấy len thứ 2 các bạn sẽ kéo cho mình một đoạn len vừa đủ chứ đừng có kéo quá dài. Sau đó mình sẽ kéo qua 2 đường trên kim và kéo qua 3 đường trên kim. Lúc này nó sẽ giúp cho cái mũi chùm của mình nó ngắn lại ha. Mình còn lại 5 chân thì mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Tiếp tục kết thúc vòng. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái phần dày ở bên dưới ha, tạo ra được tổng cộng là 16 chân móc cho hàng kế tiếp nè. Lúc này mình sẽ thay màu, các bạn sẽ cắt len. Ở cái hàng thay màu mình cũng đâm kim vào cái chân của mũi dời kết thúc ở cái phần thân dày á, là cái chân mà mình hay guốc lại cho mũi dời nhỏ lại á, đâm kim vào cái chân móc đó. Và mình cũng có thể đâm kim vào đường nằm bên trong ha. Tất cả các cái mũi móc của cái hàng móc đầu tiên khi thay màu này mình cũng đều đâm kim vào đường nằm bên trong. Đâm kim vào đường nằm bên trong của chân mũi dời nha. Sau đó kéo sợi len qua cái chân móc này. Móc lên một mũi móc xích. Lần lượt móc cho mình vào 7 chân móc liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Mũi móc đơn đầu tiên nè, đều đâm kim vào đường nằm bên trong nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ 2. Mũi móc đơn thứ 3. Sau khi móc được 7 mũi móc đơn vào 7 chân móc rồi thì chân thứ 8 và chân thứ 9 các bạn sẽ chụm lại cho mình thành một mũi để cho cái phần đỉnh dày của mình nó nhỏ lại thêm ha. Ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ 8, sau đó kéo len qua chân móc. Tiếp tục giữ nguyên vị trí này, đâm kim vào chân thứ 9. Kéo len qua chân móc, sau đó kéo len qua hết các đường trên kim. Ta chụm lại 2 chân phía dưới thành được một mũi, ta gọi là mũi giảm ha. Tiếp tục móc thêm cho mình một mũi giảm nữa ở 2 chân kế tiếp. Đâm kim, kéo len, tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp, kéo len, kéo qua các đường trên kim, ta được cái mũi giảm thứ 2. Các chân còn lại thì mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng ha. Sau khi móc đến cuối hàng, móc lên một mũi móc xích. Như vậy là mình đã tạo ra được tổng cộng là 14 chân móc cho hàng móc kế tiếp. Từ hàng móc kế tiếp thì mình không cần phải giảm mũi nữa. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và mình sẽ móc luôn vào chân móc chứ không cần đâm vào đường bên dưới nữa ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Sau đó móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi cái phần chân của mình nó đạt được cái chiều cao tương ứng với lại phần thân ha. Mình sẽ có 19 hàng móc đều đi lên nè. Bây giờ mình sẽ móc phần tay. Phần tay thì tạo cho mình một vòng tròn với 6 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên này. Lên một xích. Móc đơn đầu tiên. Mũi móc đơn thứ 2. Móc đơn thứ 3. Móc đơn thứ 4. Móc đơn thứ 5. Và mũi móc đơn thứ 6. Sau khi có được 6 mũi móc đơn rồi, guốc lại cho mũi này của mình nhỏ lại, sau đó móc vào chân của mũi móc đầu tiên một mũi dời. Nhớ guốc lại cho mũi dời của mình nhỏ lại. Móc lên một mũi móc xích. Thì 6 mũi móc này tạo ra 6 chân cho vòng móc kế tiếp. Các bạn lần lượt móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn thì mình sẽ có 6 mũi móc đơn vào 6 chân. Móc cho mình cho đến cuối vòng, sau đó móc thêm nhiều vòng móc như vậy nữa cho đến khi phần tay của mình nó đạt được tổng cộng là 5 hàng móc ha. Sau khi hoàn tất được độ dài 5 hàng móc rồi thì móc lên một mũi móc xích, sau đó cắt len và thay màu trắng để tạo phần tay áo. Tương tự giống như cái phần lai của đầm, các bạn cũng đâm kim vào đường móc nằm bên ngoài. Ta đâm kim vào đường đầu tiên ha. Sau đó kéo sợi len qua cái chân móc. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. Mỗi cái chân móc như vậy mình sẽ làm tương tự giống như cái hàng mà mình tạo viền bèo ở phần lai nè. Móc lên 3 mũi móc xích, đâm kim vào chân ta vừa móc đó, móc một mũi dời. Ta được cái họa tiết đầu tiên. Làm tương tự cho mình cho 6 chân ha. Mũi dời nè, một chân móc thì có một mũi dời, 3 mũi móc xích và một mũi dời. Khi móc nhớ giấu len thừa. Một dời nè, 3 mũi móc xích và một mũi dời vào cùng chân móc. Tiếp tục họ đâm kim vào chân kế tiếp, cũng đâm vào đường bên ngoài. Móc một dời, 3 xích và một dời cho đến hết. Khi móc cho mình được đến cuối rồi, đâm kim vào cái chân đầu tiên ở hàng bên trong là cái hàng mình chừa ra nè. các bạn tiếp tục móc cho mình các cái mũi móc đơn để cho cái phần tay áo nó có độ phồng ha. Thì ở đây mình có 6 chân, các bạn lần lượt móc cho mình mỗi chân là một mũi tăng, tức là mình sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc cho 6 cái chân đó. Chân đầu tiên nè, móc 2 mũi móc đơn, chân thứ hai cũng móc 2 mũi móc đơn, sau đó làm tương tự cho mình cho đến hết 6 chân đó ha. Sau khi hoàn tất được đến chân thứ 6 thì lúc này cái hàng móc của mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc đơn. Kết thúc vòng, sau đó móc lên một mũi móc xích. Từ vòng móc kế tiếp thì mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa, mỗi chân cứ móc cho mình một mũi móc đơn thì phần tay áo của mình nó sẽ có cái độ phồng 12 mũi móc ha. Móc cho mình cho đến cuối vòng, sau đó thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Các bạn sẽ móc cho mình tầm khoảng 6 cho đến 7 hàng móc tùy vào cái chiều dài của phần tay áo mà các bạn cần ha. Ở đây mình sẽ móc tổng cộng là 6 hàng móc đều nè. Hàng kế tiếp thì mình sẽ giảm mũi cho phần tay áo của mình nó bo lại. Lúc này mình sẽ có 12 chân móc cho cái hàng cuối cùng. Các bạn sẽ dồn cho mình một ít gòn vào bên trong cho phần cánh tay của mình nó được cứng cáp hơn. Sau đó 12 chân đó móc cho mình 6 cái mũi giảm liên tiếp. Đâm kim lần lượt vào 2 chân móc, sau đó kéo len qua 3 đường trên kim ta được mũi giảm đầu tiên. Tiếp tục tương tự mũi giảm thứ 2 vào 2 chân kế tiếp và làm tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì đâm kim vào chân của mũi giảm đầu tiên, móc một mũi dời. Kéo dài sợi len và cắt len ha. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài, mình sử dụng đoạn len này khâu vào trong thân nè, ta sẽ có được phần cánh tay. Tiếp tục đến phần tóc thì tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Đây là cái phần đỉnh mà mình tạo nè. Thì cái hàng đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình cái phần tóc ngắn ở bên trên. Ta sẽ đâm kim vào một chân móc bất kỳ của cái hàng mà mình chừa ra đầu tiên trên này ha. Sau đó kéo cái nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên một dây móc xích sao cho khi mà mình gập đôi lại nó sẽ có được cái chiều cao tương thích với lại cái phần tóc. Mình sẽ móc lên là 25 mũi móc xích. Khi có được 25 mũi móc rồi, ta đâm kim vào chân mình vừa móc đó, móc tiếp một mũi dời. Tiếp tục dời kim qua chân kế bên, móc một mũi dời để gây nên sợi tóc tiếp theo. Tức là mỗi chân của mình sẽ có một dời, sau đó móc lên xích và một dời kết thúc. Nó tương tự giống như cách mà mình móc cái phần bèo của chân đầm, nhưng mà cái độ dài của đoạn xích nó sẽ dài hơn thôi ha. Móc lên 25 mũi móc xích nè. Sau đó tiếp tục chân đó móc một mũi dời kết thúc. Đâm kim vào chân kế bên, móc một mũi dời để bắt đầu cái sợi tóc tiếp theo và làm tương tự cho mình cho đến hết cái vòng này. Thì ở đây mình sẽ chia cho các cái lọn tóc của mình nè. Khi các bạn đã móc cho mình cái hàng đầu tiên tạo những cái sợi tóc với 25 mũi móc xích rồi nè, thì ta sẽ có được chòm tóc bên trên. Chòm tóc này mình sẽ chia đôi ra để mình cột ở hai bên trên ha. Để cho cái chòm tóc bên trên nó dày hơn một tí thì hàng kế tiếp các bạn cũng móc cho mình những cái sợi tóc tương tự như vậy. Nhưng mà ở cái đoạn chính giữa của cái hàng kế tiếp này chừa cho mình khoảng tầm 5 đến 6 mũi móc để mình tạo cái phần mái đằng trước. Các chân phía bên ngoài này thì mình sẽ móc bằng với lại cái kích thước của cái chòm tóc bên trên ha. Đây, bằng với kích thước của chòm tóc bên trên thì khi mình đẩy hết các cái chòm tóc lên nè, nó sẽ giúp mình tạo được một cái độ dày cho hai cái chòm tóc ở bên trên. Còn lại 3 cái đường móc bên dưới thì sẽ tạo cho mình những cái sợi tóc dài hơn, khoảng tầm 45 mũi móc ha. Ta sẽ có được độ dài của phần tóc ở bên hông. Và để ý cho mình nè, 4 hàng móc mà mình tạo ở đây. Cái hàng móc đầu tiên mình đã tạo cái chòm tóc bên trên rồi. Hàng thứ hai chừa cho mình 6 mũi ở phía trước. Thì hàng thứ ba các bạn tiếp tục tạo cho mình thêm cái sợi tóc dài nhưng mà chừa khoảng 6 mũi bằng với cái kích thước của hàng thứ hai. Còn lại 2 cái đường móc cuối cùng thì mình chừa khoảng tầm 4 mũi ha. Thì như vậy là mình sẽ chừa ra được một cái khoảng ở phía trước để mình tạo cái phần tóc mai nè. Phần tóc dài bên hông móc 45 mũi móc xích, thì còn lại những cái chân móc mà mình chừa ra để móc tóc mai, các bạn sẽ móc cho mình tầm khoảng 15 cho đến 20 mũi móc xích. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái chỏm tóc mai ở đằng trước nè. 2 hàng bên trên có 6 sợi tóc và 2 hàng bên dưới là 4 sợi tóc ha. Bây giờ mình sẽ cột lại các phần này. Các bạn sẽ gộp lại cho mình những cái sợi tóc có 25 mũi móc xích nè. Đây ha, một hàng đầu tiên và hơn một nửa của hàng thứ hai. mình móc 25 mũi móc nè, thì lúc này cái chòm này các bạn sẽ chia đôi cho mình. Mình sẽ tạo ra hai cái chòm tóc ở bên trên. Khi có được hai cái chòm tóc bên trên rồi, phần tóc mai mình sẽ giữ nguyên ha. Còn những cái phần tóc dài mà mình tạo ra 45 mũi móc nè, các bạn sẽ chia đôi cho mình ở phía sau ra. Phía sau thì mình sẽ chia đôi thôi ha. Còn phía trước nó đã có cái phần tóc mai chia ra rồi nè, thì các bạn sẽ cột cho mình ở hai bên lại. Mình sẽ tạo hai chòm tóc ở hai bên ha. Hoàn tất được các cái chòm tóc này rồi thì mình sẽ trang trí cho chòm tóc của mình ha. Các bạn có thể trang trí những cái họa tiết sticker nhỏ lên trên. Ta sẽ có được phần tóc. Tiếp tục sẽ là hai tròng mắt màu trắng. Tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên một mũi móc xích, sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên, mũi móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu. Sau khi đã có cho mình được 6 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn nhỏ lại và đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Nhớ gút lại cho mũi dời nhỏ lại, móc lên một mũi móc xích. Vòng đầu tiên tạo ra được 6 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai móc cho mình mỗi chân là mũi tăng, tức là 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Mình sẽ có 6 mũi tăng ha. Mũi đầu tiên vào chân đầu tiên nè, móc tương tự cho đến hết. Sau khi hoàn tất, đâm kim vào chân của mũi đầu tiên, móc một mũi dời. Mình sẽ tạo ra được cái độ rộng cho cái tròng mắt màu trắng ha. Móc lên một mũi móc xích, sau đó cắt len, dùng keo nến hoặc là kim khâu đến cố định cái phần mắt này vào trên phía môi. Bây giờ mình sẽ móc phần túi. Túi thì các bạn sẽ tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút, sau đó móc lên một dây móc xích sao cho nó có cái bề ngang bằng với độ rộng phần túi mà tương thích với lại búp bê nè. Mình sẽ móc lên là 10 mũi móc xích. Mũi đầu tiên 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Khi có được 10 mũi rồi ha, móc lên một mũi móc xích. Chân đầu tiên sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến chân cuối cùng. Chân cuối cùng sẽ móc cho mình 3 mũi móc đơn cùng chân móc. Vào chân cuối cùng ha. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Tiếp tục di chuyển kim đến các chân móc còn lại, mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến chân cuối cùng. Khi móc được đến chân cuối cùng thì tiếp tục chân cuối cùng là chân đầu tiên mình móc 2 mũi móc đơn, các bạn móc tiếp vào đó một mũi móc đơn nữa để ta có được 3 mũi móc đơn ở đầu này. Sau đó kết thúc, đâm kim vào chân của mũi đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Thì cái phần túi mình sẽ dừng lại ở cái số mũi móc này. Hàng móc kế tiếp thì mình sẽ móc đều và không cần phải tăng mũi nữa. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn, móc cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối và móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi nó đạt được độ cao của phần túi. Sau khi hoàn tất được độ cao của phần thân túi rồi, bây giờ mình sẽ tạo cái phần tai cho túi ha. Chọn cho mình 2 điểm ở hai bên của phần túi để móc cái phần tai. Mình sẽ dời mũi vào cái chân đầu tiên mà mình chọn ha. Phần tai thì móc lên cho mình là 4 mũi móc xích. Mũi đầu tiên 2, 3 và 4. Được 4 mũi tạo độ cao cho phần tai, móc lên 3 mũi móc xích. Đâm kim vào chân thứ tư, móc một mũi kép đơn. Từ chân thứ ba thì mỗi chân một mũi nữa kép cho đến cuối hàng. Kết thúc, đâm kim vào chân kế bên của cái phần thân túi, móc một mũi dời. Tiếp tục dời kim đến các chân móc kế tiếp, mình sẽ dời cho đến cái điểm thứ hai mà mình tạo cái phần tai. Đến điểm này thì móc một cái phần tai tương tự ha. Sau khi hoàn tất được phần tai rồi, tiếp tục di chuyển kim dời cho mình đến cái vị trí nằm ở cái bên góc phần thân hông nè. Các bạn có thể canh cho nó đều là được ha. Sau đó từ đây mình móc lên một dây móc xích sao cho mình quàng qua cái phần thân của búp bê, nó đủ cái độ dài để mình đeo chéo là được. Ở đây mình sẽ móc lên là 40 mũi móc xích. Hoàn tất được xích rồi đâm kim vào cái phần thân hông còn lại, móc một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Giấu cái đoạn len thừa vào trong, ta sẽ có được cái phần túi như thế này. Đính trang trí cho mặt của túi, sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình một cái nơ nhỏ để trang trí cho họa tiết của mình ha. Tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, giữ nguyên vị trí này, móc lên 2 mũi móc xích, móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 3 mũi kép đơn. Mũi đầu tiên, kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba. Có được 3 mũi kép đơn rồi, móc lên 2 mũi móc xích, tiếp tục móc vào vòng tròn ta vừa tạo một mũi dời, móc lên 2 mũi móc xích, móc thêm vào đó 3 mũi kép đơn cùng khoảng trống đó ha. 1 2 và 3. Hoàn tất, móc lên 2 mũi xích, đâm kim vào vòng tròn, móc một mũi dời, kéo dài sợi len và cắt len. Dùng cho mình 2 đầu len, các bạn sẽ quấn cho mình ở tâm điểm của cái phần nơ, chia ra nơ làm 2 cánh, sau đó cột lại ở phía sau và trang trí cho thân túi. Sau khi hoàn tất được phần thân túi, đeo vào bên hông của búp bê này, mình sẽ có được cái phần thân túi như thế này. Dùng keo nến và đính cố định trong mắt ha, trang trí cho mắt. Bên trên của tóc thì các bạn tiếp tục cột cho mình và trang trí thêm những cái sticker nhỏ lên trên ha. Phần túi của mình đeo chéo nên các bạn sử dụng cho mình thêm một cái dây đeo ha, cột ở hai bên ở phía trên của phần cổ áo, ta sẽ có được một cái dây đeo chéo. Như vậy là mình vừa hoàn tất được một cái mẫu túi hình búp bê miệng rộng xinh xắn như thế này. Các bạn có thể thay đổi màu, mình có thể sử dụng cho người lớn lẫn trẻ nhỏ cũng được ha. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc. Chúc các bạn móc thành công.